Bún phở review xin chào tất cả các bạn. Lòng lợn khó nhai mà lòng trai khó đoán, anh bổn lò mới đêm qua còn thề sống tự hứa sẽ không bao giờ nghịch ngu thêm một lần nào nữa, sau khi bị bé na đớp. Ấy vậy mà sáng nay đã lại thấy anh lò dò sách vợt vào rừng, vì anh nghe ông bà tổ tiên mách bảo, hôm nay sẽ có những phát hiện mới hay ho. Những loài côn trùng nhỏ bé luôn cực kỳ thu hút anh, dù cực kỳ thích thú, nhưng điểm đến của anh lại chính là đây. Một tổ ong mới xuất hiện gần đây, trông cũng có vẻ ra gì đấy, đang nghiêng ngó chăm chú thì hú hồn con trồn, ong chúa thình lình quay trở về. Đây là tổ của một loài ong bắp cầy vàng, được biết đến khá là hung dữ, thế nhưng với anh bổn độc lạ Bình Dương này, thì đây chính là một món quà anh yêu thích. Tổ ong xinh xẻo này sẽ là thú cưng tiếp theo của anh từ từ dùng vợt tóm được ong chúa trước, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bị na đớp cho co rúm người, mà giờ còn tiếp tục chơi trò con bò này nữa, cũng may tổ ong này còn nhỏ, nên anh chỉ cần giải quyết khứa ong chúa này mà thôi. Quay tay khéo léo, thì nó sẽ rơi xuống chiếc vợt, cứ như thế, anh thành công có cho mình một tổ ong hoàn hảo. Đi thêm một đoạn, anh phát hiện ra một tổ ong khác, nhưng nó rất đặc biệt, bạn có trông thấy kìa bóng dáng ai lấp ló phía sau kia không? Trên tổ ong xuất hiện hai con ong lớn, anh đã quan sát, đó không phải ong thợ, vì họ không hề làm việc và chia thức ăn từ nãy đến giờ, việc trong tổ có hai ong chúa là điều cực kỳ hiếm. Đương nhiên anh bổn sẽ chẳng thể bỏ qua, nhìn ông anh dùng tay không bắt ong mà rén ngang, lỡ con nào lạc mồm quay đít chích cho một phát thì toang. Như lần trước, anh cho tổ ong vào hộp nhựa, rồi dốc ong chúa vào trong, thật là một tình huống hiếm có khó tìm. Mong rằng sau chuyến đi đầy mạo hiểm này, anh sẽ có thể chăm sóc họ thật tốt để tạo là đàn nhộng siêu to khổng lồ và bon miệng. Mang cả hai tổ ong về nhà, anh cho vào ngăn mát để những con ong phê pha một chút, sau đó công việc tiếp theo sẽ được tiến hành vô cùng dễ dàng, đầu tiên là dùng những đôi đũa tiện lợi. Lấy keo dán phía ngoài tổ rồi cố định lên đôi đũa, cứ như thế, tổ ong đã được treo lơ lửng phía trong những hộp kính. Người ta nuôi mèo nuôi chuột hamster làm pet, trong khi ông anh độc lạ này lại nuôi rất nhiều tổ ong bắp cầy, khó tả thật chứ. Sau quá trình cẩn thận và chăm chú, anh đã có được những chiếc tổ ngon lành cành đào, trông hai con ong chúa này hòa hợp chưa kia. Họ đang chăm chú tiếp tục chăm lo cho tổ, anh bổn bèn mang đến một con sâu bướm béo múp, hai con ong ngay lập tức bị thu hút. Cả hai có vẻ như đã đói lắm rồi, sau khi chăm chú nghiên cứu, ong chúa đã biết đây là món chén đực, đầu con sâu nhanh chóng bị rời khỏi thân. Trông chúng xé thịt con sâu chuyên nghiệp chưa kìa, với bộ nhá của mình, họ chia con sâu thành từng phần nhỏ, còn để bón thức ăn cho nhộng. Ong sẽ nhai nhỏ phần thịt đó là rồi mới mớm vào trong, bạn xem quá trình làm thịt viên đầy kỳ công của hai con ong bắp cầy kia. Bạn xem con nhộng phía trong đang ăn uống kìa, cả hai con ong phân chia công việc cực kỳ rõ ràng, họ thay phiên nhau chăm sóc đàn con, trông yên bình vô cùng. Cứ như thế, 10 ngày trôi qua, những con nhộng đã hóa thành ong thợ, đó là những con ong cái nhưng không có khả năng sinh sản. Ong thợ sẽ đảm đương mọi việc trong tổ, từ làm việc, chăm con đến chăm ong chúa, đều từ một tay ong thợ đảm đương. Anh bổn cực kỳ hào hứng với tổ ong đặc biệt này, anh liên tục tiếp tế thêm thức ăn vào trong, những miếng thạch dành riêng cho côn trùng hay những miếng sâu mờ lem đều được chúng đón nhận. Con ong chúa nhận lấy con sâu to mà ngấu nghiến kìa, trong khi con sâu thứ hai được ong thợ đón nhận và nhanh chóng xé thịt, bắt đầu nhai nhỏ để làm thức ăn cho nhộng. Bạn xem họ sẽ dùng chi trước để xoay vòng tròn miếng mồi, rồi dùng miệng để nhai nhỏ phần thịt đó ra. So với ong bắp cầy, ong thợ thường sẽ nhỏ bé hơn, nhưng khả năng làm việc của họ rất cao. Là bạn, liệu bạn có dám nuôi những khứa ong này để làm pet trong phòng như ông anh này không? Trên bãi biển sáng nay, nhìn đâu cũng thấy ngập tràn cá mòi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một buổi sáng, anh bổn đã ngửi thấy mùi thum thùm bốc lên từ hướng biển, ra đến nơi thì tá hỏa, khi trông thấy cả núi cá tấp vào bờ biển. Nhiều người đã bắt đầu thu gom để làm sạch chúng, vì nếu để cá tấp đống nằm đó, đến khi bị thối rữa thì không kể cũng có thể tưởng tượng ra, quả mùi của nó phải khủng khiếp đến thế nào. Bạn xem, nhiều vô kể, trên bờ đã có rất nhiều, nhưng dưới biển, sóng vẫn liên tục đẩy cá vào bờ, thật sự là một cảnh hiếm gặp. Tuy thú vị nhưng cũng không kém phần đáng sợ, không hiểu ngoài biển xa đã xảy ra cơn bão hay vụ việc gì nhỉ. Anh đi lang thang để xem có con cá nào sống sót hay không. Anh hy vọng có thể cứu được một hai cá thể đáng thương nào đó, thế nhưng, đáng tiếc là tất cả đều đã đăng xuất cả rồi. Đây là loài cá cùng họ với cá trích, nên chất lượng dinh dưỡng không cần phải bàn cãi, cũng may thời tiết gần đây khá lạnh, nên cá vẫn chưa bị phân hủy và bốc mùi. Bạn xem con cá này to khủng khiếp chưa này, phải đến 25cm đấy, đáng tiếc thật đấy. Tuy chưa biết đến đặc sản Đông Lào là cá trích nướng quấn lá lốt, thế nhưng là người con ở đất biển, anh bổn cực kỳ thích hương vị của loài cá này. Nghiêng ngó khắp nơi, chẳng có con mòng biển nào ghé đến đây là ăn uống nhỉ. Sau khi tìm kiếm, anh phát hiện ra nhiều con mới giặt vào bờ còn rất tươi. Phần ra phía ngoài còn óng ánh xanh, một ý nghĩ điên rồ nổi lên, anh chợt muốn thử ăn món cá này, để xem có hẹo hay không. Ông anh này nghịch ngu số 2 thì không ai số 1, nghĩ là làm, anh lựa ngay hai con cá trông còn khá tươi ngon cho vào xô. Tìm đến một bãi tuyết gần đó, bốc một ít vào trong để làm nước, hy vọng anh không chọn chúng bãi đi tè của pet nào đó.
Khi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, anh rửa sạch con cá, rồi lau khô, thêm chút muối cho đậm đà hương vị, rồi cẩn thận đặt hai con cá lên vỉ nướng. Dưới sức nóng của bếp nước, hai con cá dần được nướng cháy, mùi thơm bốc lên siêu mờ lem, thịt cá tươi ngon mời bạn ăn nha. Để anh thử xem nó có mùi không nhé, hoàn toàn ngon miệng các bạn ạ, bất ngờ thật đấy, chẳng khác gì cá khi anh mua ngoài chợ cả. Vẫn tươi ngon và bon mồm không thể dừng lại, chỉ giây sau, còn đúng hai bộ xương trên đĩa mà thôi. Tuy hương vị vẫn đỉnh như thế, nhưng anh Bổn cho rằng vẫn không nên ăn, vì không rõ nguyên nhân những đàn cá chết này từ đâu. Anh tự tin bản thân được ông bà gánh còng lưng, nên mới ăn uống vô tội vạ như thế, làm ông bà của anh Bổn chắc cũng bất an lắm, không biết xương cốt còn ổn không. Dù sao cũng rất mong rằng, đừng ai như anh Bổn nhé. Yang Lech ngày chưa làm bố có thể đáng yêu đến mức nào, cùng xem sự dễ thương không lối thoát của một báo thủ nhé. Trong nhà chợt xuất hiện những âm thanh kỳ lạ, cả Hiền Lành và Yang Lech đều ngơ ngác, với đôi mắt mở to, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn biểu cảm hóng chuyện của Yang Lech kìa, nó liên tục đứng bằng hai chân, rồi ngáo ngơ nhìn quanh, chỉ vì tiếng trống của hội làng gần đó. Mà chú bé này lại sớn xác chạy tới chạy lui, nhìn biểu cảm thế kia, thì sao mà không cưng cho được cơ chứ? Dù cho anh chủ đã cho cả hai đi bơi để phân tán sự chú ý, thế nhưng náo nhiệt ngoài kia, làm sao có thể bỏ qua được cơ chứ? Vốn là người cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, Hiền Lành giáo giác nhìn quanh, ngay cả khi chơi đùa với món đồ yêu thích là vòi nước, chú cũng chẳng hề tập trung. Mãi đến khi tiếng trống tạm dừng, họ mới vui đùa cùng nhau được một lúc, thế nhưng, chỉ cần đến khi tiếng trống vang lên, mọi sự chú ý lại phân tán. Tuy nhiên, báo thủ đã ngấm vào máu, nên dù cho chẳng hề tập trung, Yang Lech vẫn đùa giỡn vô cùng vui vẻ. Trong khi đó Hiền Lành có vẻ nhút nhát hơn, âm thanh sôi nổi khiến cô hơi sợ hãi. Ha ha, trông Yang Lech ngay cả khi ăn cũng tìm kiếm sự náo nhiệt kia. Chú bé sợ hãi ôm thức ăn chạy vào nhà, hương vị cực ngon của cá giúp Yang Lech tạm thời quên đi âm thanh ngoài kia. Hương vị này đúng là thích thú thật đấy, vì lễ hội ngoài kia tập trung rất đông người, anh chủ không dám liều mình mang cả hai ra ngoài. Lỡ bị lạc mất thì khóc 6 ngày 6 đêm không hết mất thôi, trông thần thái khi gãi mông của chú ta kìa, đáng yêu xỉu luôn ấy. Ngay khi tối đến, lễ hội vẫn đang diễn ra vô cùng vui vẻ, dù đã lắng nghe suốt cả ngày, Hiền Lành và Yang Lech vẫn hốt hoảng khi nghe thấy âm thanh. Trải qua một ngày đầy nhộn nhịp, sáng hôm sau, tai của Yang Lech dường như lại càng trở nên nhạy cảm, bất kỳ thanh âm nhỏ nào chú cũng không bỏ qua. Lãng mạn thật đấy, trời đang mưa rả rích phía ngoài, với âm thanh này, Yang Lech chẳng hề hoảng hốt, quen thuộc rồi mà. Thế nhưng một tiếng sét to đã khiến chú bé yêu màu hường ghét sự giả dối hoảng sợ, nghe có vẻ là âm thanh nguy hiểm phải không Sen? Mãi đến khi nằm trong vòng tay của anh chủ, cả hai mới trở nên bình an hơn một chút. Ôi trời ơi, nhìn xem, sự lo sợ đến chảy nước mắt này khiến bún muốn tan chảy theo luôn quá. Bạn có muốn xem nhiều video hơn về Hiền Lành và Yang Lech, những chú rái cá xinh xắn với biểu cảm siêu yêu này không? Cảm ơn bạn đã đồng hành và theo dõi đến cuối video, Bún Phở rất biết ơn về điều đó, và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video tiếp theo nha. Bún Phở xin chào và hẹn gặp lại!